Hello, what's up? Mình là KD đây. Mấy bồ còn nhớ hay đã quên video đáng MV lần trước? Lần trước thì mình cho mấy bồ xem một đoạn trong MV để mấy bồ đoán. Bồ nào cũng chê là dễ. Nào là... Phải chăng đề quá với tiếng Anh cũng như thế này thì chắc tao sẽ đi thi học sinh giỏi cấp thành phố cho chúng mày xem. Rồi thì... Ước gì đề thi lớp 10 cũng như này thì chắc tôi sẽ đổ trường quốc tế. Được thôi, ok. Chê dễ chứ gì, ok. Lần giờ cũng là một video đáng MV. Cũng có thể xem là phần 2 của video lần trước. Nhưng sẽ khó hơn. Bởi vì mình chỉ cho mấy bồ xem đúng một tấm hình của một cảnh mà mọi người chú ý trong MV. Bồ đã sẵn sàng, let's go. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Bồ có 5 giây để suy nghĩ, cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Cố lên nha, chỉ có 5 giây thôi đấy. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Mình tin chắc bộ sẽ đáng đúng mà, cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Bồ có 5 giây để suy nghĩ, cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Cố lên nha, chỉ có 5 giây thôi đấy. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Mình tin chắc bộ sẽ đáng đúng mà, cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Bồ có 5 giây để suy nghĩ, cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là...
Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Cố lên nha, chỉ có 5 giây thôi đấy. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Mình tin chắc bộ sẽ đáng đúng mà, cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Bồ có 5 giây để suy nghĩ, cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Cố lên nha, chỉ có 5 giây thôi đấy. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Mình tin chắc bộ sẽ đáng đúng mà, cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Bồ có 5 giây để suy nghĩ, cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Cố lên nha, chỉ có 5 giây thôi đấy. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Mình tin chắc bộ sẽ đáng đúng mà, cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là... Bồ có trả lời đúng, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Bồ có 5 giây để suy nghĩ,
cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là Bồ có trả lời đúng. Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Cố lên nha, chỉ có 5 giây thôi đấy. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là Bồ có trả lời đúng. Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Mình tin chắc bộ sẽ đang đúng mà. Cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là Bồ có trả lời đúng. Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Bồ có 5 giây để suy nghĩ. Cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là Bồ có trả lời đúng. Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Cố lên nha, chỉ có 5 giây thôi đấy. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là Bồ có trả lời đúng. Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Mình tin chắc bộ sẽ đang đúng mà. Cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là Bồ có trả lời đúng. Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Mình tin chắc bộ sẽ đang đúng mà. Cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là Bồ có trả lời đúng. Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảnh này xuất hiện trong MV nào? Bồ có 5 giây để suy nghĩ. Cố lên. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là Bồ có trả lời đúng. Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Mấy bồ đã cảm thấy thỏa mãn với độ khó của thử thách lần này chưa? Nếu đã cảm thấy thỏa mãn thì còn ngại ngùng và thẹn thùng gì mà không like và đăng ký kênh ngay lập tức nhỉ? Và đừng quên chia sẻ video lên các trang mạng xã hội như Facebook để cho mình có động lực làm tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.